tôi quỳ xuống đây xin cúi đầu nhận tội. Thôi thôi, tôi quá kinh tởm rồi. Hỡi bọn người độc ác vô nhân. Anh Thành, anh nghe em nói. Cụ im đi, tôi không muốn nghe một lời nào nữa. Mẹ con tôi sẽ rời khỏi nơi này. Tôi sẽ tìm kiếm dục chân trời góc biển. Tôi trả lại cho cô những đồng tiền bố thí và cả cái tình yêu gớm ghiếc của cô nữa. Vĩnh biệt. Anh Thành, anh Thành. Phượng, Phượng à, đừng khóc nữa em. Em khổ quá. Anh đã nói hoài mà không chịu nghe. Bệnh hoạn mà cứ rầu buồn mãi thì làm sao mà hết được. Ở nhà ăn cơm nước gì chưa em? Dạ chưa. À, hay là ngán cơm, vậy để anh đi nấu cháo cho em ăn nghe. Em chưa đói đâu, anh đừng có cực thân như vậy. Ờ, mà sao con Cầm đi tới giờ này mà cũng chưa về nữa? Chắc gặp bạn bè rủ đi ăn kem. Không có gì đâu, em đừng quá lo lắng không có tốt đâu. Mà nè, con bé nó càng lớn càng đẹp, nó giống y như là em vậy đó. Nhìn con lớn khôn, em càng thương anh vô hạn. Vì mẹ con em mà anh phải chịu cực khổ thiệt thòi. Anh có được gì đâu, vậy mà anh vẫn chờ vẫn đợi. Tình yêu mà, trái tim vốn có nhiều lý lẽ, làm sao cắt nghĩa được hả em? Nếu không như vậy thì làm sao có những mối tình thủy chung đi vào lịch sử. Anh tuy là một kẻ rất tầm thường, nhưng sự thủy chung ở trong anh không bao giờ thiếu được. Anh không trách, không giận em chứ? Chẳng những không trách, không giận, mà càng quý trọng em hơn. Vì hiếm có người chịu sống đời nghèo nàn đạm bạc để giữ dạ thủy chung khi tuổi xuân còn đang phơi phới, sắc đẹp lại mặn mà. Nghĩ cho cùng, anh đợi chờ cũng đáng mà. Anh quyết sẽ chờ cho đến ngày nào đó em siêu lòng mà nói tiếng yêu anh. Anh Quang. Em bắt gặp tại trận rồi nha. Ba mẹ tình tự với nhau phải không? Mẹ ơi, ba ơi, con rất sung sướng khi thấy ba mẹ đắm chìm trong hạnh phúc. Khỉ con, gần có chồng rồi mà lúc nào cũng lý lách à? Hả? Mẹ nói gì? Con gần có chồng. Mẹ ơi, con đã nói là con không lấy chồng. Con ở vậy luôn để lo phụng dưỡng cho cha mẹ già. Còn lâu mới ở vậy được nghe cô. Nếu gặp người vừa bụng, hỏi mẹ cha phải gả liền. Nhà mình chưa thoát cảnh nghèo, mẹ thì nay ốm mai đau, ba lại vất vả gian lao tháng ngày. Việc học hành của con còn gian dở, con muốn đi làm để phụ giúp mẹ ba. Con phải học hành cho đến chốn đến nơi, bằng không có thể đua chen với đời. Ba làm lụng cực nhọc cả đời cũng không bao giờ than thở. Miễn thấy được nụ cười của mẹ con luôn nở trên môi là ba vui rồi. Ba thương mẹ như vậy, còn con, ba không có thương con phải không? Con gái lớn rồi mà còn nhõng nhẽo à, không sợ bị người ta cười hả?
Thôi thôi, ba xin lỗi, ba cũng thương con nhiều như là mẹ của con vậy. Lúc nào ba cũng muốn thấy con nhõng nhẽo hết á. Đó, mẹ thấy chưa, ba không thương con mà còn ghẹo con nữa kìa. Thôi đừng có nhõng nhẽo nữa, con vào trong rửa mặt mày cho sạch sẽ, rồi dọn cơm để cha con cùng ăn, ba con đói bụng kìa. Dạ. Nè, hồi nãy con nói con chưa muốn lấy chồng, vậy chứ cái cậu thanh niên thường hay đón đường con trò chuyện là gì của con vậy? Có ai đón đường con đâu mà ba hỏi. Đừng có chối nghe, chính mắt ba thấy đó. Cậu đó là sao với con, nói thiệt cho ba biết đi. Dạ, cậu đó là bạn con, nhưng mà tại ảnh theo đuổi con chứ bộ. À, ảnh theo đuổi con mà con có bằng lòng cho ảnh theo đuổi tiếp không? Ba hỏi kỳ quá. Trâm, con chạy đi đâu vậy? Tính không ăn cơm hả? Ba mẹ ăn cơm trước đi, một lát con ăn sau. À, phải rồi, giờ này là giờ gặp ảnh đây mà, ăn cơm gì vô. Anh Nam. Trâm. Kìa, anh Nam, anh làm cái gì mà anh nhìn người ta dữ vậy? Trâm ơi, em biết không, mỗi lần nhìn thấy em á là anh thấy thế nào? Trâm em, hồn mình chơi vơi nơi chốn thiên đàng. Trầm ơi, biết bao chiều anh lặng lẽ cô đơn một mình nơi hoang vắng. Nhìn cảnh sắc đổi thay khi ráng hồng tắt lặng thì nỗi nhớ niềm thương càng quằn nặng trong lòng. Đã làm cho anh sao động thần thờ. Anh nhớ em, nhớ từng giọng cười tiếng nói, nhớ ánh mắt đen tuyền lén lén nhìn anh. Em đứng đó với nét thanh thản hồn nhiên, mà trái tim anh lại say nhịp đập. Ôi những khoảnh khắc được kề cận bên em, anh nghe đắm say và hạnh phúc ngập tràn. Trầm, còn em thì sao? Anh thấy không biết sao mà còn phải hỏi nữa. Anh muốn nghe em nói à? Nói đi em, nói cho anh nghe đi. Lòng em yêu hương đêm, nhìn ra thank you.
rồi anh xin phép ba đêm trầu cao giảm hỏi để bên sông Tương không còn kẻ đợi chờ. Bởi em còn có mẹ có ba nên không dám tự quyền họ lỡ mai mốt không tròn ước nguyện chắc chắn rằng anh sẽ quán hận. Anh Nam, em chợt nghĩ giữa hai đứa mình không nên có sự ràng buộc. Bởi gia đình của em rất nghèo, em e làm bận lòng anh thôi. Trầm, không có ranh giới nào ngăn cản được tình yêu chân thật của chúng ta đâu em à. Trầm, em hãy nói là em yêu anh mãi mãi đi em. Nói đi em. Em không nói, em không nói. Trầm, em về. Trầm, tôi nói thế được không? Kìa Yến, sao cô lại đến đây? Ngạc nhiên lắm phải không? Có gì đâu, em đến nhà kiếm anh rủ đi chơi nhưng không gặp, em tìm khắp nơi cũng không thấy. Em chợt nhớ lúc sau này anh hay đến đây nên em tìm thử. Thật tình mà nói, lúc đầu thể hiểu được tại sao anh lại đến chỗ điều hiu như vậy, nhưng bây giờ thì em đã hiểu. Không ngờ Trầm có phước như vậy. Yến, Yến nói vậy là sao? Em muốn nói là anh cùng người ta quá tha thiết mặn nồng. Nếu em đoán không sai, Trầm Yến, Yến đừng nghĩ quấy cho người ta. Không có sự lợi dụng nào, chỉ là tình bạn chân thành và sự quý trọng lẫn nhau. Vậy thì nếu như không chê, xin mời anh đi vào một vòng. Em muốn trút cạn tâm tình để anh hiểu rõ. Yến à, vì không được rảnh rang, cho tôi xin được phép khước từ. Em có cả khối bạn bè muốn được cùng sanh dài, nhưng em chỉ thích có anh à, vì anh mới là người đem đến cho em nụ cười và trọn niềm mơ. Nhà đại thương gia là một người đẹp lại cao sang, nên tôi nào dám ước mơ. Nhưng năm ơi, em đã thương anh thương từ lâu lắm, hình bóng anh ngày càng sâu đậm ghi khắc trong tim không thể phai. Hãy nói với em lời lẽ ngọt ngào, cho em có được niềm vui để làm lẽ sâu trong suốt chặng đường còn lẽ bóng đơn côi. Em sẽ tủi hờn nếu anh ngoảnh mặt làm ngơ, đời mất vui khi nén tình yêu đầy dĩ đắng. Chắc anh không nỡ quay lưng trầm lặng, mặc cho cánh hoa dễ gõ gió xuân về. Anh Nam, đi chơi với em nghe. Tôi không đi, Yến thông cảm cho tôi nha. Gì kỳ vậy? Đủ rồi nha. Nói hết lời mà anh vẫn cứ từ chối hả? Nè, từ lâu chơi chung nhóm, anh thừa biết em là ai rồi mà. Tôi không đi chơi với Yến, bộ cũng có tội nữa sao? Thái độ bất lịch sự của anh hôm nay thật quá đáng. Có phải anh muốn sỉ nhục em không? Yến à, em đừng buông ra những lời lẽ nặng nề trách giận. Tôi nào phải đau hình cây tượng đá mà không biết được tâm tình thương cảm của em.
Nhưng tôi cũng khẳng định rằng giữa chúng mình chỉ có tình bạn không kém không hơn. Dù Yến là một cô gái giàu sang xinh đẹp, với những chàng trai hỏi đủ điều kiện để họ sẵn sàng chiều chuộng đón đưa. Tôi đâu biết nói gì hơn khi con đường ước mơ không cùng chung đêm hèn. Hãy lặng yên để mình còn nguyên vẹn, còn gặp gỡ nhau trong tình bạn chân thành. Đủ rồi, anh khỏi nói gì thêm nữa. Anh đừng tưởng rằng tôi không biết gì nha. Anh tưởng mình ngon lắm sao mà vội lên mặt. Gọi tôi hả? Phải. Ủa sao đi bộ vậy? Còn Casey đa tình đẹp trai đâu rồi? Xin lỗi, Trâm bận chuyện nhà, xin phép. Sao vậy? Không ưa tôi à? Cũng phải thôi, tụi mình đối chọi nhau mà. Nơi nào có Hoàng Yến là Ngọc Trầm lu mờ phải không? Yến muốn gì ở tôi? Sẵn dịp gặp gỡ đây định hỏi vài câu thôi. Sao? Câu dính chàng nam chưa vậy? Ý nói gì? Tôi không hiểu. Thôi đi. Chớ giả vờ, nghĩ vậy ngu ngơ, để cho người ta lầm lần. Giả bộ ù lì, chứ bán trời không cần mời thiên lôi đến. Yến muốn nói gì nói đại ra đi. Nè, đừng có phỏng tay trơn. Bởi tôi không ngừa trước, cho nên mới phạm sai lầm cái thứ bạn bè bội phản. Yến à, Yến không được mắng Trầm như vậy. Thích thì chửi đó, có giỏi thì làm gì được con nhỏ này. Yến muốn nói đến Nam phải không? Sao? Tôi đâu có nói quan cho bộ. Nhưng Trầm đâu có gì với anh Nam. Tưởng nói như vậy là tôi tin sao? Nhìn cái vẻ đoan trang thùy mị bên ngoài, gạt người nào kia chứ không qua mắt được tôi đâu. Tôi nghĩ mình không có làm gì có lỗi với Yến cả. Nói mà không biết mắc cỡ. Từ khi làm bạn với nhau thì Trầm cũng biết giữa Yến và Nam là gì của nhau rồi. Vậy mà lại dùng thủ đoạn mánh khóe để cướp đoạt. Không ai bỉ ổi xấu xa đẹp mặt mà xấu lòng như Trầm hết á. Yến à, tôi đã nói rồi. Thật ra giữa Nam và Trầm không có gì cả. Tôi không có lòng tin với một con người phản bạn như Trầm. Yến hãy nghe Trầm nói. Không cần đâu, nói nhiều chi vô ích cho nhàm tai. Hãy nghe đây những lời nhắc nhớ sau cùng. Trầm nên nhớ thân phận của mình. Phận gối rôm đừng leo cao té mình. Muốn bước chân vô nhà của Nam, tôi e rằng không dễ dàng thực hiện. Bởi người ta sẽ chọn vô giàu vô đẹp, chứ ai dạy gì cưới một cô gái trắng tay. Đã vậy còn phải phập phồng lơ sợ cái cảnh bòn của bên chồng về nuôi cha mẹ. Yến à, Yến không được quyền nghĩ xấu. Tôi tuy nghèo nhưng không đốn mặt tham lam chứ gì. Có mấy ai đo được lòng người, cũng như Trầm cứ cướp người yêu của tôi. Tôi đã lặp đi lặp lại nhiều lần, giữ lấy phận mình không phiền bận đến ai. Khỏi nói nhiều, tôi sẽ chờ xem thái độ và việc làm của Trầm đó. Anh Nam. Cô ơi. Cô à, dạ. Dạ chào chú. Đây có phải là nhà của ông Hoàng không cô? Dạ phải. Chú tìm ba cháu có chuyện gì không vậy chú? Cô là Trầm, Ngọc Trầm phải không? Dạ phải. Ba của cháu vừa bị đụng xe nằm cấp cứu ở bệnh viện.
Cháu hãy mau đến gấp đến đó đi. Trời, nhưng mà chú là ai mà tại sao lại biết ba của cháu? Tôi là người qua đường thôi, được chứng kiến sự việc nên báo cho gia đình rõ. Nếu không có việc gì bận, tôi sẽ đến thăm ba cô. Nhớ đến gấp đó nghe. Tôi đưa vào bệnh viện và làm xong thủ tục cả rồi. Thôi, cháu vào sắp xếp rồi đến bệnh viện ngay đi ha. Dạ, cháu cảm ơn chú. Trời ơi, mẹ tôi làm sao sống nổi khi biết được tin này. Không ngờ Trầm là con gái của Kim và Hoàng. Tôi mừng cho em được yên bề yên phận. Trầm ơi, bao năm đợi chờ mỗi mọt tìm Kim, nào hay đâu gặp lại nhau thì tất cả đã muộn màng. Kim ơi, anh Hoàng, anh dậy rồi à? Để em lấy nước cho anh uống nghe. Thôi, anh không khát. Em về nghỉ đi, yên tâm đi mà. Làm sao mà em yên tâm cho được khi thấy anh trong tình trạng như vậy chứ? Kim, em về đi, đừng lo cho anh nữa. Anh đã khỏe nhiều rồi, ráng mà lo sức khỏe của em kìa em à. Không, anh Hoàng ơi, anh hãy để cho em được cận kề chăm sóc cho anh. Như 20 năm qua anh từng lo lắng trong ngoài, tình nặng nghĩa sâu qua tháng năm dài. Em đã bắt anh mỗi mong chờ đợi, phí tuổi xuân thời vì hai mẹ con em. Vì yêu mến em, anh cam tâm tình nguyện, nào phải vì em ràng buộc ân tình. Nhưng mà hôm nay anh đã thành phế nhân rồi. Anh Hoàng, anh biết mình không thể nào mang lại hạnh phúc cho em, thì đâu nỡ để em phải khổ tâm, phải gánh chịu suốt đời một con người tàn tật. Hoàng ơi, tuy không gửi trao nhau cái nghĩa ba sinh, cái tình tấm măng, nhưng cả thời xuân anh đã dành cho em trọn vẹn. Nào có màng chỉ quyền lợi của riêng mình, sống bên nhau trong một mái gia đình. Con Trầm nó coi anh như là cha ruột, tình cảm đậm đà hơn phụ tử thiêng liêng. Nơi anh tự quyền vô tai nạn rủi ro, cũng vì manh áo kiếm cướp cho những người thân thuộc. Anh để cho em được làm tròn bổn phận.
không, anh không muốn làm gánh nặng cho em và con. Anh đừng nói vậy, anh coi mẹ con em là người dân nước lạ hay sao? Kim ơi, em và con là nửa cuộc đời của anh còn lại. Anh đã thấy hạnh phúc tràn đầy bên mái lá chồi tranh. Anh có chờ đợi điều gì cao xa nữa đâu em. Hạnh phúc của em và con là những gì anh mong. Anh cảm ơn trời cao đã cho anh quãng đời ý nghĩa. Dù sống bên em không bằng nghĩa vợ tình chồng, nhưng từ nãy anh phải bua tay nghịch cảnh vì đâu sao dương đầy cay nghiệt. Để cho em và con chịu nhiều cớ cực, anh lại giận mình sao không chết cho xong. Anh Hoàng à, anh đừng có nói vậy. Con Trầm mà nó nghe được nó buồn đó. Kìa, Kim, Kim, em làm sao vậy? Em không sao đâu. Anh nằm nghỉ đi, để em ra ngoài mua miếng cháo cho anh ăn nghe. Thôi, khỏi em à. Em mệt rồi thì về nghỉ đi, anh không sao đâu mà. Dạ. Kìa má, má đi mua cái gì vậy? Má đi mua cháo cho ba con. Ba con khỏe chưa má? Đỡ nhiều rồi con à. Má, má à, con thấy má mệt quá rồi. Má về nghỉ đi má. Không có sao đâu con. Con trở ra ngoài mua cho ba miếng cháo đi. Má vô trước nghe. Trầm ơi, Sao má? À, trời ơi, má, má à, má ơi, má sao vậy nè má? Bác sĩ ơi, cấp cứu bác sĩ ơi, cấp cứu. Cô Trầm, tôi sẽ khám kỹ và điều trị dứt điểm bệnh tình đã kéo dài bao năm nay của mẹ cô. Dạ, nếu được như vậy, con rất đội ơn cô bác sĩ. À, chỉ cần cô hứa là sẽ xa lánh thằng Nam, đừng có đeo đuổi nó nữa. Dạ, con xin hứa. Đây là ý kiến của gia đình, không muốn nó cưới một cô vợ có bà mẹ mang chứng bệnh lây lan như vậy được. Mong cô thông cảm. Dạ thưa, con nhất định sẽ làm được. Con mong bác sĩ hãy tin nơi con. Thật tình thì tùy cô ưng chịu hay không, chứ tôi không ép. Dạ, con biết. Con biết là con tự quyết định mà. Cô thật dễ mến và quá tốt. Thôi, tôi vào khám bệnh cho mẹ của cô đây. Cô chờ ở ngoài này nha. Dạ. Bà ơi, bà khỏe chưa? Có thấy đỡ chút nào không? Dạ, cảm ơn bác sĩ. Tôi... Từ nay trở đi, tôi sẽ là người phụ trách theo dõi và điều trị bệnh trạng của bà. Bệnh của tôi ngày càng kiệt lực, tôi sợ sẽ khó vượt qua. Bác sĩ, xin bác sĩ đừng cho con tôi biết chuyện này. Tội nghiệp nó lắm. Cuộc đời tôi chỉ có nó là nguồn an ủi. À, bà có thể cho tôi biết về gia cảnh, để có điều gì cần
tôi sẽ giúp đỡ cho. À, xin lỗi, chồng của bà đâu? Từ nhỏ cho đến bây giờ tôi chưa hề lập gia đình, mới cuộc đời đưa đẩy tôi vào hoàn cảnh trớ trêu. Không có người để gọi là chồng mà đã có con, tôi chỉ có người yêu đầu đời mà đến bây giờ tôi không thể nào quên. Ủa, còn cha của Ngọc Trầm là ai? Là người nhẫn tâm tạo núi quan thiên để tôi gánh lấy một mình. Cùng bé ra đời trong cảnh lá lai nghiệt ngã, để rồi một người khác nhận làm chồng hơn và báo bọc cho mẹ con tôi. Yêu một người, ở với một người, rồi phải chấp nhận một người khác làm chồng hờ. Sao đời của bà lận đận quá vậy? Nhưng sao không thấy ông ấy vào chăm sóc cho bà? Anh ấy cũng đang điều trị vì tai nạn xe cộ, đúng lúc tôi lâm trọng bệnh. Hoàn cảnh của bà thật là bi đát. Bác sĩ, bà ơi, bà làm sao vậy? Tôi kìa, bà, y tá đâu? Làm ơn đưa bà này xuống phòng cấp cứu, tôi sẽ đến đó ngay. Bệnh nhân này tại sao lại có vẻ quen quen? Không lẽ hả? Nguyễn Thị Ngọc Kim. Trời ơi, đây là Kim sao? Lẽ nào lại ra nông nổi như vậy? Chết rồi. Anh Khanh, người ta nói quả đất tròn có ngày gặp lại, thật không sai chút nào. Tôi không ngờ mình còn được ngồi nói chuyện như hôm nay. Tôi cũng không ngờ Hoàng lại là nhân viên đội xe công ty tôi. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Bây giờ tôi phải đến bệnh viện đón Ngọc Trâm. Mấy ngày nay con bé cực khổ nuôi cha mẹ, thật là tội nghiệp hết sức. Khoan đã, anh Thành, tôi chưa nói hết ý định của mình mà. Theo tôi thì chúng ta đã nói xong tất cả rồi. Tôi thì chưa. Anh Thành, tôi biết ngày xưa tôi có lỗi với anh nhiều lắm. Chuyện xưa đừng nhắc lại. Hiện tại tình cờ chúng ta gặp nhau đây, cứ coi là bạn bè mới quen biết. Thật tình, anh đã tha thứ cho tôi rồi phải không anh Thành? Tôi phải nói gì để anh tin tôi đây? Nếu vậy, tôi xin thành thật cảm ơn anh. Thật lòng mà nói, tôi không mong đợi ngày chúng ta gặp nhau ở cái thành phố sương mù này. Nhưng tất cả đều do ở số trời. Bây giờ anh hãy nói ý định của anh đi. Tôi muốn làm tất cả những gì liên quan tới đời sống của mẹ con Kim. Nhưng sự việc xảy đến với tôi quá bất ngờ. Tôi rất lúng túng. Anh Thành à, anh giúp tôi đi anh Thành. Trong trường hợp này tôi phải làm sao? Có thật đây là thành ý của anh không? Xin anh hãy tin tôi lần cuối. Anh Khanh,
Ngày xưa anh đã nhẫn tâm phá hoại đời trong trắng của Kim, để Kim phải đau khổ. Theo tôi thì đây là cơ hội rất tốt để cho anh. Chuộc lại lỗi lầm ngày cũ, thời gian đi nhanh đi đời người ngắn ngủi. Anh đã yên bề, còn tôi vẫn ngậm ngùi thương nhớ chuyện đã qua. Tội nghiệp cho Kim, lần lần long đong sống trong cảnh túng nghèo. Cuộc sống càng khó khăn hơn vì mang bệnh tình trầm trong hoàng lại tật nguyện. Mẹ con nàng phải sống sao đây? Anh Thành, tôi muốn chăm lo cho mẹ con Kim thoát khỏi cảnh quân ngặt nghèo, nhưng nghĩ suy không biết phải toàn tính cách nào. Tôi được biết con gái của Kim phải bỏ học, tuy nhà nghèo nhưng tâm hồn cao quý sạch trong. Chẳng muốn nhờ vả ai, bởi do lòng tự trọng. Nếu không khéo xử, nó sẽ chối từ. Phải tìm cách giúp đỡ sao cho hợp lý hợp tình. Anh Thành à, chỉ còn có cách này. Hiện giờ ở trong công ty của tôi đang cần tuyển một nữ thư ký thu ngân. Được rồi, tôi sẽ thu nhận vào, cho cô bé có được đời sống khá hơn. Tôi khuyên anh đừng nên cho Phượng vợ anh biết chuyện này. Được, tôi sẽ làm theo lời khuyên của anh. Còn anh, Kim có biết là anh đã trực tiếp giúp đỡ mẹ con cô ấy không? Không. Thậm chí tôi còn không cho cô ấy gặp mặt nữa. Tại sao? Tại tôi cảm thấy mình là người có lỗi. Kim đã vì yêu tôi phải chịu nhiều đau khổ mà chẳng được người thương trân trọng ân. Tôi không dám hy sinh đời sống riêng mình. Đối với tình yêu tôi là kẻ yếu hèn nhu nhược, không dám hết lòng sống thật với con tim. Càng lỗi lầm hơn là tôi nghĩ quấy cho Kim, khi cô ấy vẫn một lòng chung thủy. Để rồi tôi phải ôm nỗi sầu vàng gây, tóc nhuốm qua năm mà tình ngỡ mới hôm nào. Anh Thành, tôi cảm thấy xấu hổ với anh. Cho đến bây giờ mà anh vẫn còn yêu Kim tha thiết. Ai bảo thời gian là liều thuốc màu nhiệm xoa sạch vết thương lòng? Phải chăng đó chỉ là quán tưởng, là suy luận của những người chưa thật và yêu thương? Còn với tôi, cả
cả cuộc đời chỉ có một tình yêu. Tôi càng cố quên Kim thì nỗi nhớ thương càng sâu đậm. 20 năm qua tôi mỏi mòn chờ đợi những hình bóng người tình vắng bạc tâm hơi. Rồi bất chợt hôm nay tìm được tung tích người xưa, tôi bỗng nghe lòng bùi ngùi xót xa thương tiếc. Tội nghiệp cho Kim luôn gặp cảnh đời khắc nghiệt, vừa mang bệnh nguy nan vừa nuôi bệnh cho chồng. Tôi sẽ cố sức mình để chuộc lại những lỗi lầm ngày trước. Tuổi trẻ hành động thiếu suy nghĩ, để rồi ôm niềm hối hận suốt đời. Hãy nhìn vào thực tế mà sống, đừng thở than hối tiếc, chẳng níu kéo được gì đâu. Cảm ơn anh, cảm ơn những lời chân thành của anh. Tôi về, hẹn gặp lại. Kia, Ngọc Trâm. Dạ, cháu chào chú. Sáng nay cháu không vào bệnh viện với mẹ cháu sao? Dạ, cháu từ trong ấy cháu mới về và ngang qua đây. Chú cũng định đến đó để đón cháu. Chú Thành, cháu... Cháu muốn nói gì? Dạ thưa chú, chú ơi với nghĩa tình cháu luôn mang nặng. Biết đến bao giờ đền đáp được ơn đức này sâu rộng. Nguyện mang theo đến hết kiếp người. Chuyện ở đời giúp đỡ lẫn nhau, có chi đâu mà bận biểu. Kiếp nhân sinh mình nên mở rộng lòng từ. Nếu được nhiều người có sự suy nghĩ như chú thì trên đời này sẽ bớt đi mọi thứ khổ đau. À, chú Thành ơi, cái ông chủ hãng xe mà Ba Hoàng con chạy đó, bộ ngày xưa có quen với chú hả? Phải, có gì không cháu? Bữa con đến công ty để thanh toán tiền bồi thường, ông ấy cứ gạn hỏi mãi về chú à. Rồi cháu trả lời thế nào? Cháu đâu có biết gì về chú đâu mà nói. À, hay là hôm nào chú cho cháu biết nha chú. Đợi mẹ cháu bình phục, chú sẽ rước cả hai mẹ con đến đó chơi. Nhưng như vậy có làm phiền gia đình không? Coi chừng có sự hiểu lầm. Không hề gì, chú chỉ sống với đứa con trai và mẹ ruột của chú thôi. Xin lỗi chú, cháu hơi tò mò. Cháu cứ hỏi. Dạ. Sao cháu lại ngập ngừng? Bộ chuyện quan trọng lắm sao? Dạ thưa chú, cháu thật lòng muốn biết. Có phải chú đã từng thân quen với ba mẹ của con? Nếu đoán không sai, chắc còn có nỗi niềm riêng mà chú chưa muốn. Vì xét suy cho cùng tận thì mấy ai giúp đỡ nghĩa tình nếu không phải thuộc quyền của mình. Cháu đừng thắc mắc mà chi, cứ xem như ruột rà với nhau. Chú dành cho mẹ con cháu một cảm tình như người thân trong gia đình. Nhưng cháu chưa hoàn toàn yên dạ với những lời chú thốt ra. Đừng bao giờ nghĩ quấy về chú nha. Cháu chỉ muốn biết nguyên nhân sự giúp đỡ của chú để lòng được thanh thản hơn, chứ thọ ơn mãi cháu ngại lắm. Ngọc Trâm,
cháu có biết mình giống mẹ không? Nói như vậy tức là chú thừa nhận quen biết với mẹ cháu. Phải, nói đúng hơn là